Ok, lôi anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Mortal Kombat 1 thì ạ. Lý do đang chơi Cyberpunk mà tự nhiên quay sang Mortal Kombat 1 bởi vì tôi đang muốn giãn giãn ra tí, vì dù gì thì MK cũng dù gì những người xem trên kênh tôi cũng đang hóng MK hơn là những game khác, nên là tôi sẽ cố gắng tôi sẽ dàn đều ra chơi cả MK với những game khác nữa. Rồi, hôm nay chúng ta như tiêu đề video chúng ta sẽ ngồi đánh tranh thủ đánh thử cái Classic Tower xem như nào anh em nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi thử cặp đôi Scorpion nữa mà. Đấy. Scorpion. Chơi thử một cặp đôi xem nào. Action figure ready. Chắc chắn là tôi chơi Very Hard rồi, thua thôi. Tháp Very Hard, tháp Champion. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 cặp đấu. Let's go. Chúng ta đến luôn trận đấu đầu tiên. Sir. Scorpion và Sonya. Action. Let's go. First hit được ơi. Đây rồi. Không phải. Đây không phải ý tôi. Không phải hết. Ngon quá. Ơi đủ. Thế. Spear. Oh shit, throw. Let's go, come on, come on. Tôi bị chậm hơn. Ngon quá. Come here. Ra đây. Vào góc. Let's go. Chúng ta có round đấu đầu tiên. Ra đây. Ngon quá, ấy. Thôi tòi rồi. Đang định whip panic vào đấy. Đây rồi. Nó qua đây quan. Ok, đừng. Đúng á. Đây. Ok, không có gì cả. Ê, throw. Trời ơi. Bốn trăm linh hai. Oh shit. Quay đâu đâu. Không có. Last breath, last breath. Let's go. Fatality. Last breath. Xuống tiến lùi RT mid. Let's go. Fatality này như tôi đã nói là nó nhìn hơi điêu nhưng mà thôi cứ nghệ thuật là được không? Ồ, có độ màu mới cho skin của Scorpion luôn này. Đối thủ tiếp theo của chúng ta không là Mao và Frost. There we go. Take one action. Thì first hit nha. Đẹp. Đi đấy. Oh shit. Nó không phải ý tôi muốn. Ấy, what's my punish? À không, cái kia setup. Come on. Oh my head. Đại kích biết ngay. Ê, không đối combo được. Định overhead ai? Định overhead ai? Ông định overhead ai? Action. Ôi. Ngon quá. Kobe. We punish. Ôi à. Ê quá nhỉ. Tuyệt.
Ôi, không nối được luôn mà. Ôi kìa. Nó làm phải phát panic được, phê được lâu chứ. Đây rồi. Punish. Thế tôi làm tạm cái cameo fatality nhá, xong rồi tôi phải xem lại cái fatality thường kia. Xuống. Không biết là nó có theo hướng, không biết nó bị đảo hướng lúc mà tôi sang phải không. Có bị đảo hướng thật. Oops. Oopsie. Fatality. Scorpion win. Scorpion win. Được ít tiền, cảm ơn. Gia đình rất cảm ơn. Rồi, Gears và Motaro. Hình như Motaro có quả tele sao vẫn nối được combo hay sao nhỉ? Tôi nhớ không nhầm. Action. Ui, overhead biết ngay. Ra đây. Ôi, không setup được. Đúng rồi, backdash. Đúng á. Đây rồi. Ôi, đổ má không nối được. Cái gì nhỉ? Ê. Cái gì đây? What's my ATA? À đấy. B2. Ôi, ATA không trúng kìa. Come on, không biết chết được. Ok, không có gì cả. Ra đây. Tành tành. Sexy. You cannot green. Này, giữ khoảng cách này. À, chặn đạn. Oh shit. Oh, chết rồi. Micro Duck à, làm sao. Ra đây. Ấy, trượt combo kìa. Thôi rồi. Come on. Whip on hit không hợp lý lắm nhưng mà ok. Còn whip on hit không hợp lý. Oh shit. Set up ấy. Woo. Lùi tiến lùi 2 à? Ok. Let's go. Này thì ghẻ rát. Ghẻ rát. Fatality. Scorpion. Ghẻ rát. Let's go. Trận tiếp theo nào. Tiếp theo ta sẽ gặp ai đây? Sindel và Koblao. Sindel. Lữ Hoàng. Ta đấu với nhau ở pháo đài của Braka. Sindel đấu ác này. Evil Sindel. Ây. Ngon quá. Tự nhiên là free panic. Ấy chết rồi. Trượt combo kìa. Overhead. Come on. Overhead. Không. Không đưa hoàng ạ. Bỏ ra. Oh shit. Oh shit. Punish Adam counter. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây. Tại sao không punish được. Trời ơi. Oh shit. Không. Không biết rồi.
giữ 3-3 để chờ cho đấy rồi. Phát sang đây bắt đầu khó đấy. Cảm ơn. Ui chết rồi, đây không phải ý tôi. Ngon quá. Ngon thế nhỉ. Úp xít. Không. Let's go. Do not start a war. You cannot win. Ấy. Oh fuck, overhead. Tông. Overhead. Eat shit. B3. Của má nhảy. Ấy. Overhead. Đà. Shit. Come on. Ôi chị kìa. Hoàng quá. Ấy 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 không không không. Đây này. Lấy là Fatal Blow. Mình xin nhẹ các bạn ít. Rồi. Mình xin nhẹ các bạn ít. Thôi không phải chào tí nữa, chán rồi. Scorpion. Season palette. Toàn kiểu độ màu, độ màu cho nhân vật. Cho nhân vật cho cameo. Rồi tiếp theo sẽ là Asura và Serena. Đấy bị gọi. À chúng ta đấu với nhau ở Gucci Academy đúng không? Action. Ôi chết rồi. Toi. Tôi không biết tôi đang không biết kỹ năng của Asura. Thì không biết panic như nào. Anti-air. Đây rồi. Ấy. Thế chiêu con này dài phết đấy. Chiêu con này dài vãi chưởng. Ôi chết rồi. Ôi đang định Fatal Blow. Nữa đây. Tại sao quả này không mình không panic? Ai? Thôi không sao. Cả Fatal Blow với panic nó có phải nhanh hơn không? Nhưng mà thôi cũng có round đấu rồi. Oh shit. Đây rồi, có bộ. Fuck off. Alo. Không. Dừng Asura ơi. Pressure hát thế. Ơi vào góc. Ây. Cả râu luôn mà. Ngon quá. Chết được không? Chết đi. Chết đi. Làm ơn. Xin đấy. Đủ đam không? Làm ơn đủ đam đi. Nghe có vẻ mùi không đủ. À đủ. Nó lại cứ phải gọi là hợp lý. Đủ đam luôn. Nhẹ nhàng xin 400 tiết.
Sao lại có cả độ màu skin của Rain này? Cảm ơn. Mà tôi không cần. Chưa cần. Đã chơi Rain đâu. Nào tiếp nào, Nitara và Striker. Rồi. Lại cái màn lăng mộ à. Megan Fox. Let's go. Action. Where's my combo? Hai đồng striker. Ủa bạn, ủa hết. Mau quá. Ngon. Xin nhẹ một round. Burn with me. Action. Ow 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 thôi. Where's my punish? Đây. Cầu đỡ thấy. Combo 412 máu. Đúng mau vét. Ow. Đây rồi. Biết ngay là break mà. Ôi giời, gần được combo kìa. Gần được combo đam to kìa. Cái thế. Ở đấy phải lên được tầng 400-450 là căng. Drop hơi vô duyên, xin lỗi anh em. Rồi, Reptile và Kano. Thật nhanh hả? Cày thêm. Hụt combo quả tiếc thật. Combo này hơi... Nó hơi loạn nút tí nhưng mà... Nó hơi ngược nút tí nhưng mà... Làm được mà. Ôi, fuck Kano. Fuck Kane. Làm gì à? Ba trăm chín hai, let's go. Fuck off. Đấy, bắt đầu. Ôi shit. Không đỡ hết string. Overhead. Ôi punish. Fuck off, fuck off. Hãy gần side switch ạ. Oh. À, starter low. Come on. Fuck. Thật à? Ngon quá. Woo, 300 mình bạn. Down in the flame. Overhead. Ê. Thế thì whip punish được. Ui, not what I want. Ui, càng không phải cái này. Tôi nãy giờ tôi bấm trượt, tôi bấm nhầm hơi nhiều. Trời ơi. Chốt. Chốt luôn, chốt luôn. Không phải nghĩ nhiều, xin round á. Ơ, mình nghĩ nhiều, xin trước một round. Không lại breaker tôi chết. Let's go, một đều. No ceasefire. Ê, come on. Overhead này. Ouch. Come on. Con xì giác combo. Come on. Khó rồi đấy. Fuck. Come here. Go back escape. Đây rồi.
Come on. Chủ combo cả vô diện thế. Đây rồi. Phê độc lâu. Do that. Quá. Come on. Let's go. Let's go. Giải thoát, giải thoát. Đủ má tí tòi rồi. May quá. Còn thở là còn gỡ. Rồi, Liu Kang và Darius. Rồi. Cặp chơi cặp Scorpion này hơi khó chơi phết cơ. Bởi vì cái nối combo của Scorpion nó hơi, cái cameo Scorpion ấy, nó hơi bị delay. Overhead này. Fuck off. Thôi toi rồi. Lù ca. Where's my punish? Come here. Fuck. Lại còn throw xong gọi Darius ra nữa là chịu bố ai đỡ. Oh shit, drop on it. Where's my punish? Đây hai. Ui. Đây rồi, xin. Let's go, 341. Lượt đam tốt. Vãi lồi. Không bắt trên trời được. Có đấy. Đây rồi. Let's go. 312. Let's go. Jump kick. 412, xin lỗi. Trời ơi, cái lướt của tôi đâu để thoát góc. Fucking pressure. Fuck. Trời ơi. Oh, come on. Thật chứ. Thôi. Ô kìa. Tại sao nó có thể recovery nhanh ấy nhỉ? Vậy nó bay xuống mình phải có thể phải parry được chứ. Recovery nhanh nó chịu được. Hơi bực ở đấy. Anh hạ sứ D2 ở đấy cho nhanh. Đang air fireball. Đấy, nhảy cho nhanh, con nít đấy. Ở đấy mà nhảy. Ôi, không pro escape được. Không take được. Fuck, cái B2. Má cái B2. B2 cay thật đấy. Ta có cái F4 cũng khốn nạn cơ. F43. Tôi chỉ nhớ là cái đòn B23 là cái đòn 3 mà ta có thể bỏ đỡ được. Let's go. Này ai dám spear với ông nữa. Phát. Punish.
À đâu, counter. Lợi, tôi bấm đòn startup nhanh hơn. Come here. Ôi đủ, back throw. Cái gì ai, cái gì ai, cái gì ai. Fuck overhead. Quên, quên, quên overhead. Mẹ nhiên đỡ ngồi vào đấy, bây giờ. Đây, ra đây. Đi ra kia. Đi ra kia. For a Shirai Ryu. Ấy. Come on. Hả tôi đấy. Ui, tôi rồi. Drop combo 73 này. Ok, breaker. Ấy. Whip punish. Ui. Tí nữa combo đang to rồi. Ôi. Ôi em xin anh Càng ơi. Ở trong góc cũng cuống quá. Trước đấy làm tốt rồi nhưng mà trong quả trong góc đấy bị cuống quá. Xin lỗi. Fuck off. Bấm thật bậy rồi. Nào. Đây rồi. Whip. Đấy đủ má. Không dám speed nữa luôn. Sợ thật. Đẩy thẳng vào góc luôn. Vai thì micro duck. Sợ chưa kìa. Máy chịu đấy. Máy còn micro duck thì mình mà chịu được. Vâng anh, em biết anh rồi. Tành 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 427. Ra đây. Back throw. Ok. Ôi. À. Ôi làm cái thoát kiểu này thôi. Wake up rồi. Tí thì được. Flank kick tiếp đi. Ôi to rồi. May quá. Ôi cảm ơn anh Kang nhé. Tự nhiên lại anh lại tặng quà. Ê em đã xin. À thôi 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 thôi. Let's go. Giờ làm gì? Âu, 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 em thôi, em thôi. Quê, drop combo quê. Fatal Blow nó combo quê. Mình xin. Mình xin nhé. Rồi, Scorpion và Scorpion. Let's go. Nói chung đánh thế mất hết hơi ấy. Cái AI ở game này nó thích nghi với cả từng người. Thích nghi với lối đánh của mình mà. Nên là kể cả mình có tay to hay tay nhỏ thì cũng đánh. Đánh very hard cũng căng.
lướt này, 412 máu. Ây, thật lắm chứ. Let's go. Ây, quên spear lại ngược lại, river. River có panic. Up. Ra đây. Bắt bài ngay. Action. Ơi, tôi đang định farm hit bằng cái F3 để có thể về sau nối combo với spear cho dễ. Ok. Fuck, cancel. Đây này, combo, combo đấy đây này các anh em ơi. 438 máu. Cảm ơn. Quả đấy mà tôi bấm nối được thì chắc tôi bấm luôn Fatal Blow rồi đấy. Bấm thẳng Fatal Blow lên combo đam to cho sướng. Rồi, cặp đấu cuối cùng Shang Tsung và Quan Chi. Let's go. Nguy hiểm đấy. Action. Đủ má. Chạy à. Ôi, chết rồi. Lỗi, delay quá. Fuck off. Nào, gì đấy. À. Ê, tại sao mình đã throw vào đấy? Ouch. Ơi, đòn ra chậm hơn. Xin nhẹ cái panic. Biết chiều đấy là ăn tép rồi nha. Bị cho đình ba. Bị hụt mất một đòn bắn. Làm gì? À, bạn này bắn tiếp đi, bạn bắn tiếp đi. À thôi bạn ở đây hay. Micro Duck. Oh shit. Overhead đúng không? Low pick. Let's go. For the Shirai Ryu. Bắn đi, bắn đi. Ào, bắn rồi đấy. Fuck Micro Duck kìa, cay thế. Máy Micro Duck kia thiếp rồi đấy. Tôi tưởng cái đấy bắn đi được. Rồi. Ờ, thấy chưa? Micro Duck các kiểu đấy. Trông thế đánh máy Shang Tsung very hard cũng khó lắm các anh em. Thôi làm sao, tao chơi lại. Khó phép đùa đâu. Thế là thua mất 3 lần đấy, thua 3 lần à. Không sao. Cảm ơn vì bạn đã bấm hết string. Ơ kìa, cái whip unleash của tôi. Cảm ơn.
Oh fuck off. Chủ má micro duck kìa. Làm gì? Ơ kìa trời tòi rồi. Đừng có break. Cảm ơn. Cảm ơn vì không break. Nó lại mày luôn, đừng có break. Let's go. Not the face. Cái định mệnh Amor. Cảm ơn mình đã bấm hết string. Ow. Fuck off. Không take throw được vào đấy. Cái đầu má nó cancel kìa. Ơ kìa. Ngon quá, hit punish. À, tech breaker luôn. Fuck. Fuck off. Trời ơi. Quá lâu mày confirm luôn, có phải ngon không? Yên nhà. Fuck. Trời ơi. Bốn trăm mười hai. Ui to rồi, cái con phơm bậy không panic được hả? Alo, ngon quá. Hè breaker. Fuck. Fatal blow. Không biết là có Quan Chi có fade blow được không. Fuck. Năm lần rồi, bro. Shang Tsung wins. Shang Tsung win. Shang Tsung cái trò bắn. Cái trò bắn không spear ngược, không spear ở reversal được, cay thế. Reversal được thì ngon. Fuck. Ui bắt kìa. Làm gì? Trừ 1 tỷ rồi còn bấm. Đã bảo rồi trừ 1 tỷ rồi còn bấm nút. Ơi, lẻ trừ một, của tôi đúng là trừ 1 tỷ thật. Overhead, fuck off. Take two. Ơi, where's my spear? Ở đây hit confirm sang spear được mà. Đây rồi. Ba trăm bốn mốt. Bị hút mất đòn lửa đâu. Thôi, nhiên không hit confirm đòn kia luôn. Không mà knock down bằng đòn kia. Bằng đòn lướt cho dễ. Ồ phải hết, fuck off. Ow. Bỏ xa vậy. Ngon quá. Ok, breaker. Ow.
Quả đấy spear được thì ngon. Ấy. Ok, cũng là một giải pháp. Ow. Trời ơi. À. Overhead. Ôi trời ơi, mấy pha mình hit confirm sang Fatal Blow được phải ngon không? Cay thật. Mấy pha hit confirm sang Fatal Blow đã làm được rồi đấy. Là xin nhẹ cái tháp rồi đấy. Lạy Chúa. Tôi hit. Tôi bị bấm nút. Tôi bị bấm nhầm nút. Ơ kìa. Press my button. Hay quá. Ok. Đó chính là điều mà tôi cần. Fuck. À tia. Không. Đừng có thở đâu. Lướt. 402. Đây à thôi. Thì bằng cái jump kick cũng lên được combo. Fuck, escape fail. Xin nhá. Ôi thôi. Quả này thì xin. Mình xin nhẹ game. Xin nhẹ game này. Rút kinh nghiệm mà không bấm bừa nữa. Ui dồi. Rút kinh nghiệm. Thôi, 12 cháu ra góc. Cút xuống. Này thì Deadly Alliance này. Let's go. No sooner had Titan Shang Tsung been defeated than Bi-Han and his loyalists hunted us down. Và kính kẻ trung thành với anh ấy không? Săn chúng tôi không? Bị áp đảo con số chúng tôi đi đến di cư đến Nhật Bản. Old family friend. À, hồi nhỏ chúng tôi chơi với nhau. Nhưng mà bây giờ Harumi Shirai là một người phụ nữ trưởng thành rồi. Người đứng đầu cái bộ tộc của cô ấy. Cái sức mạnh, cái vẻ đẹp của cô ấy. Cái trí thông minh của cô ấy là... Chú hít mất tôi không? Rồi, sự bản bộ của Bi-Han nó bắt đầu. Harumi cũng giúp tôi để có thể gây dựng một bộ tộc mới. Một đội quân có thể chống lại được đội quân của Bi-Han và bảo vệ Earthrealm. Đó. Thời gian cứ trôi qua và chúng tôi càng gắn bó với nhau hơn. Ok, để là tên bộ tộc theo tên cô ấy đúng không? Cái tên bộ tộc sẽ là Shirai Ryu. Rồi. Shirai Ryu sẽ không tạm ngừng cho đến khi Bi-Han bị đánh bại. Và cái niềm honor là cái gì? Cái niềm vinh dự, vinh hạnh, vinh dự. Danh cái danh dự của Linh của bị của Lin Kuei được hồi phục. Đấy. Đơn giản là như thế thôi. Ok, chúng ta đã hoàn thành được cái tower đầu tiên, tower ở trong video này. Nếu anh em thấy thôi muốn tôi đánh tháp nữa thì có thể cho tôi cái comment bên dưới nhá. Thì trong thời gian tới tôi sẽ làm thật nhiều, tôi sẽ làm thêm mấy cái tháp nữa. Đương nhiên là còn mấy chế độ nữa chúng ta sẽ chơi nốt trong game này. Thì đương nhiên rồi, MK vẫn là cái gì đấy, tôi không thể bỏ được game này. Vãi cả linh hồn, buồn lắm. Buồn lắm, không bỏ được. Chúng ta thua 5 trận luôn, bị trừ mất tổng cộng là 25.000 điểm, hơi buồn, không sao. Tổng cộng chúng ta được hơn 8 triệu rưỡi điểm, tí, ok.
Nếu anh em thấy thích video này có thể cho tôi một like video và một share video bất kỳ nơi nào mà kênh ông muốn. Ngoài ra thì các anh em chưa làm thì có thể bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để mỗi 8 giờ tối hàng ngày trên kênh Hoàng Béo là các anh em sẽ có video mới để mà xem luôn. Ok, dông dài như vậy đủ rồi và tôi sẽ gặp lại các anh em ở những video tiếp theo. See ya.